Vâng ạ, em Lan xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng tất cả các bác đã đến với video về nồi của em trong buổi tối hôm nay, ngày mùng 1 đầu tháng. Em Lan chúc cả nhà một tháng mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và nhiều may mắn nha. Đầu tiên thì em sẽ lên cho mọi người một cái mã Nationan của mã N1 trước nhé. Trước này thì nó là dòng cao tần 1 lít đời 2007 ạ. Đời 2007 cao tần 1 lít. Nói đến Nationan thì chúng ta biết là đây là một cái trong những cái dòng nồi thì đời nó cũng không cao lắm đâu các bác nhá, đời không cao lắm đâu. Nhưng mà nó thì rất là nấu cơm rất là ngon. Dòng này nấu cơm rất là ngon. Bây giờ thì các bác ngắm về hình thức của nồi này một chút nhá. Ngắm về hình thức một chút đi ạ. Nên bên ngoài thì nó rất là mới mọi người nhá. Những cái nhựa này thì nó cũng hơi vàng một chút, nó hơi có cái kiểu như là cái vết đã qua sử dụng thì đương nhiên nó cũng không thể đẹp long lanh được ạ. Thì nó cũng phải có một vài cái gọi như là cái đổi màu. Đó. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì rất là đẹp mọi người nhé. Bên trong bây giờ cho mọi người xem bên trong. Đó. Bên trong thì răng này rất là mới. Chiếc banana này thì răng còn rất là mới mọi người nhé. Đó, rất là mới. Là nồi tốt. Trước này thì mã số 273. 273. Con này là cái răng mà răng buồm ạ, cốc buồm ạ. Riêng cái dòng cốc buồm này thì nấu cơm rất là ngon mọi người nhé, nấu cơm rất là ngon. Ở xung quanh miệng của nó là có một cái viền inox như thế này này, miệng của nó là viền inox này. Đó. Sáng bóng rất là đẹp luôn. Đó. Cốc buồm ạ. Chúng ta nấu ăn, khi nấu cơm chúng ta bỏ gạo, bỏ nước vào trong xong chúng ta đong một cốc nước như thế này đến cái vạch này, cái vạch họ quy định ấy, cái ngấn họ quy định, chúng ta đổ vào đây, nước vào đây để cho nó có trình cấp ẩm nhá, cấp ẩm trong quá trình nữa và làm chín cơm. Xung quanh ở bên trong thì tất nhiên nồi bãi nó cũng bị xây xước rồi, con này bị xây xước sát một chút ở bên trong, một vài cái chấm lấm chấm ở trên miệng, chả lấm chấm lên miệng, ở bên trong nó cũng hơi xây xước một chút. Về bên ngoài này, bên ngoài thì cũng là tương đối, nó cũng tương đối mọi người nhá. Trước này thì ở trong cái lòng cái mâm từ của nó còn mới này, mâm từ của nó còn mới này. Đấy. Chiếc na này thì cao tần 1 lít đời 07. Cao tần 1 lít đời 07 mọi người nhé. Nó sẽ có các chế độ như sau. Chế độ hẹn giờ, chế độ ủ ấm, chế độ gạo trắng, gạo lứt, nấu cơm nhanh, cơm ngon. Đấy, đây là cái chế độ cao tần 1 lít này, ký hiệu mã số N1 đi mọi người. Cao tần 1 lít na nữa. Con na này ký hiệu mã số N1 này. Đó. Mọi người mở hàng cho em trong buổi tối hôm nay đi, được nhận giá ưu đãi nhá, N1 này. Mọi người chốt đơn trong tối hôm nay thì được nhận giá ưu đãi nhá. N1 là đời 2007 con này. Con này em chỉ bán cho mọi người là giá là 1.400.000 thôi, 1.400.000 đồng thôi. 1.400.000 đồng nhá, con mã số 07 cao tần 1 lít ở 2007 ạ. Mã số N1 1.400.000 đồng. Quá là ok đúng không ạ? Chỉ với 1.400.000 đồng chúng ta có một cái nồi vừa đẹp lại vừa nấu cơm ngon mọi người nhá. Đấy, mang đến cho gia đình một bữa cơm ngon. Mã số thứ hai em lên cho mọi người trong ngày hôm nay. Đấy là một chiếc Hitachi. Dòng Hitachi này cũng rất là nhiều người thích ạ. Con Hitachi này thì nó có gam màu đỏ rất là đẹp. Gam màu này thì chị em phụ nữ hay thích đúng không ạ? Màu đỏ rất là đẹp. Cái dòng này là dòng áp suất 1 lít. Áp suất 1 lít đời 2017. Cái đời rất là cao. Đấy, xung quanh bề ngoài nó này. Hình thức bên ngoài đấy ạ. Rất là đẹp luôn mọi người nhé. Hitachi áp suất 1 lít đời 2017. Bây giờ thì em sẽ cho mọi người xem răng. Răng của nó rất là mới nhé. Áp suất 1 bi đấy ạ. Răng bên trong này. Khá dày dặn, còn rất là mới luôn. Dày dặn chắc chắn. Áp suất 1 bi. Còn rất là mới. Bên trong lòng nồi đấy ạ. Lòng nồi đây mọi người nhá. Con này thì nói về lòng nồi thì nó cũng đạt đến bên trong một vài cái vết xước thôi, một vài cái vết chấm xước thôi.
không nhiều. Đó, mã số 623. Con này thì răng rất là lòng rất là dày. Với độ đẹp thì con này còn khoảng 85% về cái răng của nó. Cao tần 1 lít, áp suất 1 lít đời 17 nhá các bác nhá. Một dòng Mitsu. Áp suất 1 lít đời 17 của dòng Mitsu. Chúng ta ngắm lại một lần nữa này. Đó. Bên trong lòng này em chọn cho các bác xem rồi, nhưng ngoài lòng cũng như vậy. Này có chế độ là nấu cơm ngon, nấu cơm nhanh, nấu cháo nhá, nấu cháo, ủ ấm và hẹn giờ. Đó. Chiếc này thì em bán ra cho mọi người. Con này em bán cho mọi người với cái giá là 1 triệu 2 thôi, 1 triệu 200 nghìn đồng mọi người nhé. Triệu 2 này. Kem gì đấy em? Sữa dừa này. Mã N2 em lên cho mọi người nhé. Mã N2 em lên cho mọi người giá là, con này là 1 triệu 200 nghìn đồng. 1.2, 1 triệu 200 nghìn đồng với Hitachi. Hitachi đời 2017 mọi người nhé. Hôm nay thì em có bị mệt ạ. Em bị mệt và rất là mệt vì phải đóng một lúc 11 cái bếp cho khách. Phải test ạ. Em test một lúc hơn chục cái, 11, 12 cái gì đấy. Mà gì bếp, test bếp cho khách trước khi gửi hàng. Lau qua vệ sinh qua về bếp nhá. Bếp ga bên nhà em có bếp ga mà. Thì phải vệ sinh qua bếp ga rồi test bếp cho khách. Hơn chục cái bếp rất là mệt. Và thời tiết thay đổi nữa nên là giọng nó sẽ hơi nhỏ một chút, hơi yếu một chút. Mọi người thông cảm giúp em Lan nhá. Ngày hôm nay em Lan khá là mệt đấy ạ. Mọi người nếu như mọi người mua hàng cho em trong buổi tối này sẽ là một sự động viên cho em Lan rất là nhiều. Cái niềm tin của mọi người, niềm tin của các bác xem kênh, mọi người đăng ký kênh và ủng hộ cho em Lan, ủng hộ sản phẩm cho em thì đó là một điều rất là hạnh phúc rồi. Đó. Mặc dù mệt nhưng mà nếu mà có mà các bác một chốt đơn thì em cũng rất là vui. Tạo được niềm tin với khách hàng đấy ạ. Mã số N2 em lên 1 triệu 200 nghìn đồng. Là con áp suất của Hitachi đời 17 cao tần 1 lít. À áp suất 1 lít mọi người nhé. Đó, mã số N2 em lên ạ. Quay sang mã số N3 này. Em quay sang một cái mã số N3 là một chiếc Juicy. Juicy cao tần 1 lít đời 2019 mọi người nhé. Con này thì có rất là nhiều chế độ như chế độ cơm cứng, cơm mềm, cơm ngon, cơm siêu mềm, chế độ nấu nhanh, nấu chậm, độ nấu cháo, ủ ấm và hẹn giờ. Nhìn chung thì đối với cái dòng Juicy đã là dòng cao tần rồi thì bây giờ nó rất là hiện đại, nó ra các bác thấy là nó rất là nhiều chức năng đúng không? Rất là nhiều chế độ, nhiều chức năng. Thì Juicy nó ra đời sau cho nên là đời nó rất là cao. Đó, nó có cả đời 22, 23 mọi người nhé. Đó. Hiện tại thì em có cái con này, em sẽ lên cái con đời 19 này cho các bác. Con đời 19 này thì nó cao tần 1 lít được khá là đẹp đấy ạ. Con này khá là đẹp luôn nhá, màu sắc cực kỳ đẹp, cực sang. Với màu mận chín này. À con này có màu nâu tím, nâu tím. Cái dòng này là cao tần 1 lít thì em cho các bác xem ở bên trong doang và lòng nhé. Đối với Juicy thì nó rất là mới. Juicy thì nó rất là mới mọi người nhá. Thì có thể cái lòng nó, răng của nó đen xì luôn ạ. Xanh đen luôn. Răng xanh đen luôn nhá. Em xin lỗi nhá. Ngồi hơi xa cho nên lắp nó hơi khó mọi người nhá. Em ngồi hơi xa nên lắp nó hơi khó đấy ạ. Cái răng này thì các bác nhìn lại một lần là nó rất là xanh, đen. Rồi, ok. Dòng Juicy thì chúng ta biết là nó là dòng ra đời sau, là đời cao. Chính vì thế mà nó còn rất là đẹp mọi người nhá. Nấu cơm cực kỳ ngon luôn, mệnh danh là vua của đầu bếp Nhật. Đấy. Dòng Juicy này thì đấy là dòng em lên cho các bác là con cao tần 1 lít đời 2019. Xung quanh bên trong thì có cái vết xước lông chó lông mèo thôi, cái này không đăng kể, bên ngoài rất là mới, mã số là 08. Mã số 08 mọi người nhé. Chiếc Juicy này đời 2019, mã số 08. Con này bị một chút cái xước ở bên mặt của nó này, cái xước này.
bị một chút cái xước ở dưới ngay chỗ cái nốt nấu nhá, ngay chỗ nốt nấu, nó xước nhẹ thôi, xước rất là nhẹ thôi. Con này em sẽ giảm cho các bác về số tiền. Đấy, cao tần 1 lít 2019. Em đang bán 2 triệu 2 nhưng mà giảm cho còn 2 triệu 1 mọi người nhá. 2 triệu 1 chiếc này. Mùng 1 bác nào mở hàng thì em tặng luôn các bác 100k nhá. Mở hàng tặng luôn 100k này. Con này là mã số N3. Mã số N3 em lên nhá, 1 triệu. À quên đi, 2 triệu 100 nghìn đồng. Con nào mở hàng, đây em vẫn để ra bán mọi người nhá, vẫn để ra bán á. Em vẫn để ra bán 1 triệu 2 triệu 100 nghìn đồng. Bác nào mua mở hàng trong ngày mùng 1 thì em sẽ tặng các bác 100k, gọi là giao lưu. May mắn đầu tháng mọi người nhá. Mã số thứ 3 em lên này. Tiếp tục là dòng na. Tiếp tục là na dài. Vâng, chiếc na van dài này mọi người nhá. Tiếp tục là em lên cho các bác một chiếc na van dài. Em xin lỗi này, đụng vào máy quay cho nên nó rất là rung. Giới thiệu cho các bác một chiếc na van dài cao tần 1 lít đời 06, cao tần 1 lít đời 06. Nó thuộc dòng van dài đây mọi người. Đấy, nắp hơi của nó này rất là mới nhá. Gioăng của nắp này, xanh đen luôn. Xanh đen luôn mọi người nhá. Mọi người lưu ý là đối với dòng van dài thì nó sẽ nấu cơm rất là ngon. Con này của hàng na bên ngoài thì rất là mới mọi người nhá, bên ngoài rất là mới. Đấy. Chỉ một chút cái vết hơi bẩn một chút ở đây thôi. Cái này thì bên em không có dùng thuốc tẩy nhá, không có dùng thuốc tẩy rửa đâu. Nên là chúng ta yên tâm, chúng ta chỉ lau chùi bằng cái nước gọi như là cái nước lau, nước xịt, nước ngấy thôi chứ còn không có dùng cái hóa chất tẩy. Đó, cho nên là nó còn rất là đẹp và có những chiếc thì đã được phủ bóng nano và nó bảo vệ cái lớp bên trong, nó không bị dỉ. Đấy. Và đặc biệt là không có sơn phun lại đâu. Dòng nồi này thì không có sơn phun nữa đâu các bác nhá. Con này có chế độ gạo trắng này, chế độ gạo lứt này, nấu cháo này, nấu nhanh này, ủ ấm, hẹn giờ này. Nhìn chung thì chiếc này về doang thì rất là đẹp. Đây các bác thấy không ạ, doang lòng của nó rất là đẹp này. Doang màu này, trắng cực kỳ đẹp nha anh nhá, các bác nhá. Bên trong đây là lòng nồi còn khá là mới, không có vết xây xước nào bên trong, nên là xước lông chó lông mèo thì cũng không đáng kể thôi. Rất là đẹp, đáy nồi cũng đẹp nhá, đáy nồi là mã số 637, rất là đẹp luôn. Vâng, cái lòng nồi khá là đẹp, bên trong cái mâm từ của nó này đẹp không mọi người, rất là đẹp luôn đó. Chiếc na mà cao tần 1 lít đời 06. Na mọi người nhá, na cao tần 1 lít đời 06. Mã số này là mã số thứ 6 em lên rồi. Mã số thứ 6 em lên là chiếc na cao tần nhá, 1 lít nhá. Đời 2006 này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đẹp từ ngoài vào trong. Con này em bán cho mọi người là đang giá là 1 triệu 9 mọi người nhá, 1 triệu 900 nghìn đồng. Lòng còn rất là đẹp. Lòng đẹp, răng đẹp. Con này lòng đẹp, răng đẹp, 1 triệu 900 nghìn đồng. Mã số N6 em lên ạ. N6 em lên 1 triệu 900 nghìn đồng. Từ răng đến lòng rất là đẹp. Con na, dòng na dài này chúng ta rất là thích đúng không ạ? Na dài nấu cơm ngon, 1 triệu 900 nghìn đồng. Thực ra là nấu cơm ngon hay không cũng phụ thuộc nhiều vào yếu tố, chứ không hẳn mình nồi các bác nhé. Nồi là một phần thôi ạ. Do cái cách chúng ta đổ nước rồi là biết sử dụng nồi thôi, còn nồi nó là một phần. Dòng van dài này thì được nhiều người tin dùng, nó là dòng cao tần 1 lít đời 06. Tất cả các nồi Nhật bên em đều sử dụng nguồn điện 100V nhé, sử dụng nguồn điện 100V. Vì vậy mà chúng ta cần có cái cục đổ nguồn 1500 để nấu những cái nồi này mọi người nhé. Mã số N6 em xuống này.
Em lên cho mọi người một chiếc banana. Thực ra banana thì rất là nhiều nồi, nên em thì rất là nhiều nhá. Mẫu nào cũng có cả banana, Sunny, Toshiba, Hitachi. Rất là nhiều nồi. Này thì cái họng của em không được tốt lắm nên nói nó hơi nhỏ. Nhưng các bác thông cảm nhé. Em đang cố gắng để làm việc. Nên là ốm thì không lên kênh được cho các bác. Nếu mà ốm thì lại vắng mặt ở trong các buổi video, các cái kênh, các cái buổi tối thì rất là buồn đúng không? Những bác mà đăng ký mà hay xem kênh của em ấy, buổi tối hay xem kênh của em thì chắc là đến giờ thì lại nhớ đúng không ạ? Nếu không biết cô này hôm nay có lên những mẫu gì. Nếu như mà có ốm thì không lên được kênh thì chắc cũng chỉ có 1-2 ngày thôi. Còn tiếp tục công việc đúng không ạ? Chiếc này là chiếc banana mã số N7 em lên này. N7 này, banana màu trắng. Vân kim cương, vân những cái hạt kim cương này các bác nhé. Nó có cái vân hình cái hạt kim cương ấy, rất là đẹp. Con này màu trắng sứ, màu trắng rất là trắng tinh khôi, trắng rất là đẹp luôn. Đấy, chiếc này thì màu trắng rất là đẹp luôn mọi người. Người ngắm qua hình thức đi ạ. Chiếc banana cao tần 1 lít nhé. Banana cao tần 1 lít. Con này thì em không có 2019 này, chiếc này đời cao 2019 mọi người nhé. Bên trong thì rất là đẹp này. Đấy, răng còn mới tinh luôn đi ạ. Đây, tháo răng ra cho các bác xem, mới tinh răng luôn. Nó đời 2019 mà, rất là mới, rất là đẹp. Đấy. Con này thì quá là mới rồi, xuất sắc. Xuất sắc luôn mọi người nhé. Gần như không có một vụn vết, không có một chút xây xước rồi. Mặt ngoài mặt trong còn rất là mới. Mặt ngoài mặt trong lòng nồi như thế này là rất là mới, rất là đẹp rồi. Cái này có thể nấu từ 3 bò gạo mọi người. Nấu 3 bò gạo đó. Trên mặt này nó bằng hoàn toàn bằng inox, rất là sáng bóng. Nhìn chiếc nồi đã thấy cái sự gọi như là mát mát rồi, bởi vì nó cái màu sáng của nó kết hợp với lại cái viền inox ấy. Đây, mâm từ còn rất là mới nhá. Một cái màu sáng kết hợp với cái viền inox cùng cái đáy nồi nó lại màu vàng nữa. Cực kỳ là sang và đẹp. Chiếc này đẹp lắm luôn mọi người nhá. Nó là dòng đời cao 2019 nữa. Công suất của nó là 1200. Chiếc này đẹp xuất sắc luôn. Cái này em bán cho mọi người giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng, mã số N7 này. Con này thì còn mới, độ mới của nó phải 95%. 2 triệu đồng mọi người nhé. 2 triệu đồng chiếc banana. Màu trắng tinh khôi, rất là đẹp, rất là sang. Ở phía trên này nó không phải là màu trắng nguyên đâu, nó lại có cái vân hình vân của kim cương, rất là đẹp luôn. Mã số N7 em xuống này, 2 triệu đồng mọi người nhé. Em lên cho mọi người một cái chiếc cái dòng của Mitsu. Cái dòng của Mitsu 1.8 lít ạ. Vâng, chiếc này thì em mới dọn xong mọi người nhé. Mới dọn xong em lên sóng cho mọi người luôn. Lên sóng luôn cho mọi người một chiếc 1.8 lít này. Đẹp xuất sắc luôn nhé. Chiếc Mitsu này thì nó là dòng VIP. Nó là dòng VIP của đời 1.8 lít. Đợt này cái dòng này nó rất là hiếm hàng mọi người nhé. Nó rất là hiếm hàng. Ở đây thì em đang quay cho mọi người xem ở bên trong, bên ngoài rồi này. Bên trong lòng có một vài cái vết xước lông chó lông mèo thôi. Nhìn chung thì chiếc này nó đây, em vừa dọn xong đang còn nước. Dưới đang còn nước, chưa lau khô. Đấy, lên sóng ngay lập tức luôn cho các bác. Vì hàng này là hàng hiếm. Đó, chỉ một phút chốc là hết hàng thôi. Chỉ trong chốc lát là hết hàng thôi mọi người nhá. Người nhanh tay cho em ạ. Đó. Con này là doang của nó là nồi đã nấu. Cái doang này là đã nấu gạo lứt nhá. Nấu gạo lứt cho nên nó có cái màu như thế này. Màu nâu như thế này. Nhưng mà độ dẻo dai rồi là nồi đang tốt. Đó, đang còn tốt. Còn khoảng 80% cái doang này. Đây là cái cốc bù ấm. Tác dụng bù ấm trong quá trình hâm nóng và ủ ấm nha mọi người nhá. Giúp cho cơm mềm và cơm nóng hơn.
Một chiếc Mitsubishi 1.8 quá là đẹp luôn. Hàng này hàng hiếm các bác nhé. Hàng đẹp mà hàng hiếm. Bác nào mua nhanh tay chốt đơn cho em này. Mã số một cái mã duy nhất nhé. Mã số N8 em lên. N8 một cái nhé. Chiếc N8 này giá em bán là 2.800.000 đồng. Vâng, một chiếc duy nhất ạ, một chiếc duy nhất 1.8 này, 2.800.000 đồng này. Mọi người nhanh tay chốt đơn để sở hữu cái em nồi này nhé. Cực kỳ đẹp với cái gam màu đỏ rất là sang, đặt trong cái không gian bếp của mình vô cùng sang trọng mọi người nhé. Rất là sang trọng. Với cái cấu hình cắp nách không có quay. Đây là một trong những kiểu dáng rất là sang. Vừa hiện đại vừa cổ điển. Vừa hiện đại vừa cổ điển mọi người nhé. Cực kỳ sang luôn để trong không gian bếp của mình. Và cái dòng D8 thì em không có hàng cháy hàng mọi người nhé. Còn một chiếc duy nhất mới dọn xong, mọi người nhanh tay chốt đơn để có đơn nhé. Đó, với giá là 2.800.000 đồng. Nhanh tay chốt đơn sở hữu em này cho em nhé. Một chiếc duy nhất đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngày hôm nay thì em đã lên 8 mẫu cho mọi người. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều bình thủy này. Bình thủy nhá, 2 lít, 3 lít này, 2,5 lít này, rất là nhiều bình thủy và rất là nhiều nồi, kiểu dáng khác nhau. Mọi người cần cái gì thì cứ liên hệ với em theo cái số Zalo mà em để chạy suốt hành trình video đấy ạ, ở trên màn hình đấy các bác nhá. Đó, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi và nhớ cho em nút like cũng như là nút đăng ký kênh nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.